đi ăn cho no để có sức khỏe lên chển chữa đó thì... ăn vô rồi đi lên bệnh viện ung. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nheo TV. Hôm nay thì mình mới nhận được 160 đô thì mình sẽ đi đến nhà cái chú bị cục cú ở cổ, mình trợ cho chú thêm 160 đô nữa. Vì 160 đô này tiền của Mạnh Thường Quân từ bên nước ngoài gửi gì cho chú để cho chú có tiền đi lên bệnh viện ung bú để chữa trị. Các bạn cùng mình đi để đi đến nhà của chú ấy nhé. Đây là con đường Ngô Quyền nha các bạn. Thì bây giờ mình chạy tới hẻm 218 rồi mình sẽ quẹo cái nhà của chú Hòa. Đó các bạn thấy không? Đó là hẻm 218 đó. Giờ mình chạy vô là 218 xẹt 72 Ngô Quyền. Đó các bạn chạy vô hẻm. Chạy vô các bạn thấy cái ngã ba có con hẻm nhỏ, các bạn quẹo tay trái. Rồi các bạn chạy thẳng rồi quẹo tay phải là tới nhà chú Hòa. Đó các bạn chạy đi. Rồi xong tới gần tới cái ngã ba là các bạn quẹo bên tay trái rồi quẹo qua bên đây. Đó các bạn quẹo tay trái. Chạy vô chút xíu nữa các bạn quẹo tay phải là tới nhà chú Hòa. Đó. Bây giờ quẹo qua tay phải là tới nhà chú Hòa. Chào các bạn nha, bây giờ mình đã tới nhà của chú Hòa rồi. Hôm nay là mình tiếp tục phần 2. Rồi chú mới lại. Rồi có ăn gì chưa? Gán ăn đi. Rồi nghe người ta nói với bệnh viện gì? Cái gì dự phòng? Cái dự phòng hả? Ở dưới là người ta có cho thuốc á. Thử mai chợ xuống chú xuống dưới coi có cho thuốc gì không? Ở chỗ nào em? Ở chỗ chị đó mẹ. Chú trung tâm y tế dự phòng á. Thử ngày mai đi xuống đó thử coi. Rồi ngày mai chị đi chợ. Dạ. Chở anh đi luôn hay là chở anh đi luôn? Rồi. Không thôi là giống như là giờ mình nếu như bây giờ mình kỹ đi ha. Thì bây giờ là mai gì với em này nè. Là đi xuống dưới trước. Đó cái kêu em này là chụp hình chú vậy nè. Đó hỏi có người ta có chỗ uống thuốc không? Là nghe mấy người kia nói là trung tâm y tế dự phòng đó là có chỗ uống thuốc đó. Đó. Thì mình đi xuống dưới mình nếu có chỗ uống thuốc thì mình uống thuốc đi. Rồi đó rồi cho khỏe vài ngày cái mình đi lên Sài Gòn mình khám luôn bệnh viện ung bú á. Nếu mà khám mà nếu nó có ra bệnh gì á là sẽ có nhiều người giúp đỡ. Đó. Đó, miễn là có tờ giấy khám bệnh chú gì đó Đoàn Văn Hòa 1939 bị bệnh gì đó là sẽ có người giúp. Nếu có cục bú hèn là người ta sẽ giúp cho mẫu luôn. Đó là có mười mấy 20 triệu và là người ta sẽ giúp. Bây giờ là chú bị bệnh là giống như là mình không biết bị bệnh gì chân á là đâu có tờ giấy khám đâu, giống như bữa hổm đi ra bệnh viện đó đâu lấy cái sổ ra, bởi vì người ta cũng không có muốn giúp, bởi vì bây giờ mình biết cái bệnh tình sao không mới được. Rồi bây giờ là gán ăn đi, gán ăn hết ai gán ăn gán uống đi là chữa bệnh hết chân à. Đúng rồi, có nhiều người giúp lắm. À, cậy đi không có thôi đi. Cậy đi không có thôi đi. Xuống đây mình ngồi mình nói chuyện đi. Đó là bữa hổm là cô là có chở chú đi ra bệnh viện khám rồi nhưng mà vô đó là bác sĩ là đuổi về không? Bác sĩ nói là chữa không có được, nó đi lên bệnh viện chợ gãy đi. À. Trở về à. Rồi, đó. Rồi sao? Đó là không nghĩ sao cái chuyện chở gãy là đâu có đủ tiền đâu. Đúng rồi. Đi lên trên đó nên tới thành phố chở là nhiều tiền lắm. Đó rồi ổng nghe gì ổng buồn ổng không ăn luôn phải không? Rồi xong về tới 2 ngày nay không ăn luôn á. Rồi bữa nay là có ăn chưa? Không luôn, chỉ là quậy sữa kêu anh uống dữ lắm. Anh mới uống được có một chút xíu sữa này thôi, không chịu ăn. Nhưng mà bữa nay là phải ăn mới được, là có người giúp, có người giúp đỡ đó, mình phải ăn vô. Ăn hết đi, ăn cho no để có sức khỏe lên chển chữa. Đó. Ăn vô rồi đi lên bệnh viện ung bú. Đúng rồi. Không sao đâu mà anh ghét ăn, anh đuối sức quá là nè, không ăn gì ốm quá trời ốm luôn nè. Còn bộ xương lông đó. Bây giờ là phải ăn vô nè, ăn vô để cho có sức khỏe nè, đó.
rồi mình phải chiến đấu, mình đi mình ngồi xe lên chỉnh khám. Khám để biết nếu mà cục bú hèn á là mình có tờ giấy rồi. Đó, đoàn nhân hòa là sao đó. Bị bú. Đó, bây giờ là mổ như là 10 mấy 20 triệu là sẽ có người giúp đỡ, là mình đăng lên mạng này người ta gió chân à. Đó, bây giờ phải gán ăn. Ờ, gán ăn. Đó, bữa hộp giống như là người ta là cho 270 đô rồi. Bữa nay người ta gửi gì người ta cho nữa. Đó chứ không phải người ta không cho đâu, tại cái này là mình sợ bệnh này nọ mình không ăn là sao được. Không như để gì không ăn nữa là đuối sức luôn. Đó người ta cũng giúp đỡ mình vậy. Đó rồi mình lên bệnh viện ung bướu, mình khám. Là người ta có ra bệnh gì đó là có người giúp đỡ tiếp. Chỉ cần là trong cuốn sổ là bị bệnh gì thôi. Đó giống như là bây giờ mà người ta đâu biết mình bệnh gì đâu, rồi người ta muốn giúp đỡ cũng đâu có được. Đó. Đúng rồi. Ờ. Gọi bác sĩ điều trị cho mình, rồi người mạnh thường quân á, người ta thấy mình bị bệnh đó đó, rồi người ta giúp đỡ cho mình. Đó chứ giờ nhịn vậy rồi sao ta biết bệnh gì rồi người ta muốn giúp đỡ sao được. Người ta muốn giúp đỡ là nghe nói là nhiều lắm đó. Nhưng mà phải gán ăn vô, phải lo tiền thuốc men đồ. Thấy không? Bữa hổm đăng lên vậy còn có người gửi gì cho nữa đó, không phải là không cho đâu. Rồi còn nữa. Ừ, phải gán ăn vô. Này là cháo là bữa hổm là có mua là xay rồi phải không? Cháo á. Bữa hổm là dặn có mua nấu cháo cho. À mà không có ăn phải không? Không chịu ăn nấu cháo xiên hầm này với củ cà rốt để cho ảnh hấp nước để cho ảnh đỡ đuối sức á, nhưng mà ảnh không chịu ăn. Đó, thì bây giờ gán ăn vô đây. Đó, người ta mới cho hộp sữa nên phải không? Là sữa Enso lũ nó bị ngọt là ngọt bị ho quá, ho giống như đứt thở vậy đó. Thành ra không dám uống nữa, cái người kia đem lại tới đây cho sữa này. Rồi cho học sinh sữa lạc. Uống để đợi đừng có ho, nhưng mà để cho nó đau á. Rồi hôm rồi sáng giờ là có uống sữa chưa? Có uống được có một chút ít vậy thôi. Đó, thì bây giờ thì cố gắng lên đi. Uống sữa vô, ăn vô, ăn muỗng cháo cũng được nữa. Nó cho nó có sức. Đó rồi giống như dì đi mua rau má đó, dì sấy rồi kêu uống. Uống với ăn đi rồi tiếp tục chiến đấu. Đó. Rồi ngày mai về với em đi xuống trung tâm y tế dự phòng đi hỏi trước. Đó. Hỏi ở dưới là giống như là chú bị gì nè, có cho thuốc uống không? Là nghe nói người ta là chỗ đó là chỗ uống thuốc đó. Chỗ cổng tam quan nè, nghe đó cổng tam quan quẹo xuống đó. À có gì hỏi mấy người ở sớm nào. Đó nếu người ta cho á thì chở chú xuống luôn, là bữa nay là chủ nhật đóng cửa rồi. Ngày mai thứ hai đó. Ngày mai khoảng chừng 8 giờ 7-8 giờ giờ đi được rồi nha. Đúng rồi. Chở ảnh đi mình xin uống chở có mà thuốc thì nó hết rồi làm sao. Đúng rồi. Lỡ hình xuống dưới rồi uống thuốc rồi nó khỏe rồi nó hết rồi làm sao. Đó rồi mình đi lên bệnh viện ung bướu mà mình khám nữa. Cái này ăn vô là nó khỏe lại liền. Tại vì chỗ này ăn không được, thành ra mới đuối sức dữ vậy đó. Đó, bây giờ ngày mai đi xuống trung tâm y tế dự phòng đi. Đó, chứ bây giờ không ăn là ốm quá trời ốm luôn nè. Thở cũng khó luôn. Khó thở, bị nằm cái võng này cho nó cao cái đầu. Đúng nó rồi. Thở nằm dưới này thở nặng thở. Đó, bây giờ gán ăn gán ấy đi. Đừng có suy nghĩ gì hết trơn á. Rồi khỏe để nữa đi coi thằng nhóc đi cho bả đi làm nữa. 8 tháng hả? Nửa khỏe để nhà cho giữ nó đi cho bả đi làm cho có đồng ra làm vô. Chị làm nữa thằng thứ ba là về đây làm luôn không? Rồi người này đi lên chiều nay đi lên trên hồi sáng đi mà trễ xe 6 giờ chiều mới đi xe hoàn rồi bây giờ lại xin kêu người ta xin cho nghỉ thêm vài ngày nữa được không? Xin được nghỉ thì có mấy ngày mà bả nói bả không ký giấy đó, đúng 5 ngày mà không phép là bị đuổi đó. Bây giờ đi lên chợ thứ hai này coi làm coi có vô làm coi có bị đuổi hay là không nè. Bà tổ trưởng khó quá à. Rồi ngày mai rồi chở chú xuống đó rồi sao? Thì có nghĩa là chị kêu mà xem ta ôm đỡ ảnh đi lên rồi. Ở đây là còn bà con không? Con kiểu như là còn anh chồng không, mà còn anh chồng thứ ba ở ngoài mà, nhưng mà ảnh mất đi làm. Chỉ có một mình lên nè.
ơn chị thôi. À. Đó, bởi vậy đó. Bởi vì hôm bữa đó em cho số tiền đó đó. Rồi... Nhưng mà ngày mai vị em này đi lên giống như là lên Bình Dương đi làm công việc trở lại rồi. Thì ngày mai vị kiếm mấy chú nào mà chạy sớm mà được á, sớm á, coi có người quen nào chạy đó. Rồi kia ổng tiếp mình luôn. Rồi đó kiếm phụ mình rồi mình chở chú đi. Đó thì mà nhưng mà trước tiên là đi một mình trước đi. Đó đi một mình xuống đó mình hỏi. Đó còn người ta có trộn thuốc không, nghe nói là có chích thuốc gì vô cục bú luôn á. Tại bữa hôm về đăng cái video lên mạng á, là mấy người ở xóm là có kêu đi xuống dưới hỏi đi, đó người ta bị bú rồi có chích gì vô đó. Đó bây giờ mình xuống dưới mình hỏi. Đó rồi gì đi, giống như là bữa nay người ta có tiếp tục trợ viên nữa, là bữa hôm người ta cho là 270 đô. Đó, bữa nay người ta gửi về là 160 đô nữa. Là mới đi đổi tiền ở ngoài tiệm vàng lại luôn đó. Đó, nè, em này là nãy giờ người ta là đi làm đó, người hai người này đi làm luôn. Người ta bỏ công việc người ta lại đây đó, bởi vì gán ăn mới được. Đó, anh biết anh nghe không anh? Giúp đỡ thì người ta bỏ công việc làm lại đây đó. Người ta bỏ công việc lại đây nè. Đó, nãy là đi đổi 160 đô đó đó. 160 đô là được 3.707.000 đó nè, 3.707.000 đó đó, người ta cho tiền đó bởi vì mình gán ăn uống thuốc đây, sẽ có người giúp đỡ mình nữa. Đó, thấy không, tuy số tiền không lớn nhưng mà đối với gia đình người ta rất là lớn luôn, bởi vì người ta mừng lắm. Thì mọi người nếu mà có ai mà xem được cái video này thì xin hãy giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô chú đi, để cho chú có tiền để lên bệnh viện ung bú để chữa trị. Mừng lắm các bạn, người ta nhận số tiền này đối với mình là không có lớn nhưng mà đối với người ta là lớn. Rồi, thì tới đây mình cũng xin kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu thấy hay thì nhớ like và chia sẻ tiếp cho mình, để chừng nữa mình đi giúp những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.